chính phủ Philippines phát đi tín hiệu muốn lấy lại quyền kiểm soát 40% lưới điện mà một công ty Trung Quốc đang nắm giữ do lo ngại về an ninh quốc gia. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, chính phủ của ông sẵn sàng giành lại quyền kiểm soát lưới điện quốc gia, sau khi các thượng nghị sĩ thúc đẩy một cuộc điều tra về một công ty Trung Quốc sở hữu một phần của mạng lưới này. Rafi Tufo, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng của Thượng viện, nói với Tổng thống Marcos trong một cuộc họp rằng Tập đoàn Lưới điện Nhà nước của Trung Quốc đang nắm 40% cổ phần trong Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines, NGCP. Ông Tufo cho rằng, điều này có thể gây ra mối đe dọa tới an ninh quốc gia do căng thẳng hàng hải gia tăng giữa Manila và Bắc Kinh. Ông Tufo nghi ngờ, công ty Trung Quốc có thể truy cập lưới điện quốc gia Philippines và tắt nó từ xa, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận của cổ đông cho phép công ty Trung Quốc chặn nghị quyết hội đồng quản trị tại NGCP. Các cổ đông Trung Quốc có thể làm bất cứ điều gì họ có thể trong hoạt động của NGCP. Đây là lý do tại sao tình hình năng lượng của chúng ta rất nghiêm trọng, Philippine Daily Inquirer dẫn lời thượng nghị sĩ Tufo. Ông Tufo cũng cho biết, Tổng thống Marcos đã đồng ý với đề xuất của ông về việc tiến hành nghiên cứu một cách toàn diện hoặc tổ chức các phiên điều trần để nắm được tình hình thực tế của mạng lưới điện. Văn phòng Tổng thống cho biết, nhà lập pháp Tufo muốn xem xét yếu tố an ninh quốc gia liên quan tới mạng lưới điện, đặc biệt nếu nó thực sự do người Trung Quốc kiểm soát. Nếu cần thiết, chính phủ có thể giành lại quyền kiểm soát NGCP, thông báo cho biết. Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros cho biết, bà ủng hộ việc Manila giành lại toàn quyền kiểm soát lưới điện, trong khi Bộ Năng lượng nước này kêu gọi các nhà làm luật sửa đổi đạo luật cải cách công nghiệp điện lực để cấm các công ty do chính phủ nước ngoài vận hành sở hữu cổ phần trong ngành điện Philippines. Thứ trưởng Năng lượng Seren F. Garin cho biết, chúng ta cần kiểm soát hoạt động liên quan tới mạng lưới điện quốc gia. Những lời kêu gọi nói trên được đưa ra ngày càng nhiều trong bối cảnh hàng loạt sự cố mất điện đã xảy ra trên đảo Luzon của Philippines vào đầu tháng này. Đây không phải là lần đầu tiên Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc, công ty đã giành được quyền điều hành mạng lưới truyền tải điện của Philippines trong 25 năm vào năm 2007, bị các nhà lập pháp của Manila hoài nghi. Vào năm 2019, các thượng nghị sĩ đã yêu cầu chính quyền cựu Tổng thống Rodrigo Duterte điều tra nghi vấn rằng, các kỹ sư ở Trung Quốc có thể gây ra tình trạng mất điện quy mô lớn ở Philippines bằng cách sử dụng hệ thống giám sát và điều khiển từ xa tại một trụ sở tại Nam Kinh. Sau đó, NGCP cho biết, người dùng từ xa không thể truy cập vào các hoạt động của lưới điện Philippines. Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi cáo buộc về sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với lưới điện Philippines là hoàn toàn vô căn cứ. Theo Dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.